cuối năm 1966, đầu năm 1967, mặc dù quân ta giành được nhiều thắng lợi nhưng chưa làm chuyển biến cơ bản cục diện chiến tranh. Vì vậy, ta cần một đòn chiến lược có ý nghĩa quyết định để tạo ra một bước ngoặt cho cách mạng Việt Nam. Hội nghị Bộ Chính trị tháng 12 năm 1967 dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định chúng ta đang đứng trước những triển vọng và thời cơ chiến lược. Đế quốc Mỹ ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan về chiến lược. Tháng 1 năm 1968, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 14 họp đã thông qua nghị quyết tháng 12 năm 1967 của Bộ Chính trị quyết định động viên những nỗ lực lớn nhất của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ở cả hai miền đưa cuộc chiến tranh cách mạng của ta lên bước phát triển cao nhất, dùng phương pháp tổng công kích và tổng khởi nghĩa để giành thắng lợi quyết định. Hướng tiến công chính là Sài Gòn, Nam Bộ, Trị Thiên, Huế, trọng điểm là Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng. Trước khi tiến hành tổng tiến công, ta đã tổ chức đánh nghi binh ở mặt trận đường 9 Khe Xanh nhằm đánh lạc hướng, thu hút một bộ phận đáng kể quân cơ động của Mỹ, vây hãm, giam chân và tiêu hao sinh lực địch, tạo thế cho các chiến trường khác tiến công và nổi dậy. Ta chọn thời điểm mở màn tiến công đúng vào dịp Tết, đêm 30 rạng ngày 31 tháng 1 năm 1968. Lúc này, một nửa số quân ngụy đã nghỉ Tết, số còn lại mất cảnh giác. Quân dân miền Nam từ Trị Thiên đến khu 5 và Nam Bộ đã tiến công và nổi dậy đồng loạt hướng trọng điểm nhằm vào các thành phố, thị xã, nhất là các hang ổ của địch ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế, các căn cứ quân sự, sân bay, bến cảng, kho tàng lớn của Mỹ và chính quyền Sài Gòn trên toàn miền, làm cho địch choáng váng, hoảng hốt. Ở Huế, quân và dân ta hoàn toàn làm chủ thành phố, đánh lui hàng trăm đợt phản kích của địch. Ở Sài Gòn, Gia Định, sao huyệt đầu não của địch, quân và dân ta tập kích nhiều mục tiêu quan trọng như Tòa Đại sứ Mỹ, Dinh Gia Long, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn. Chúng ta đã mở cái cuộc tổng tiến công và nổi dậy trên cùng một lúc tiến công quân địch và các cơ quan đầu não sao huyệt của địch ở trên 40 tỉnh thành phố ở khắp miền Nam Việt Nam. Và đây có thể được coi là một cái cú sốc lớn đối với Mỹ, quân Mỹ, đối với bộ máy điều hành chiến tranh của Mỹ cũng như Việt Nam Cộng Hòa. Trải qua 3 đợt tấn công trong gần 2 tháng, các lực lượng vũ trang và quân chúng đã tiến công vào 4 trong 6 thành phố lớn, 37 trong số 44 thị xã, 64 trong 242 thị trấn, quận lỵ khắp miền Nam. Quân ta đã đánh trúng các cơ quan đầu não của Mỹ và quân đội Sài Gòn từ trung ương đến địa phương. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã giáng một đòn nặng nề làm lung lay ý chí xâm lược của Mỹ, tạo ra sự thay đổi lớn cục diện chiến trường miền Nam, đồng thời làm phong phú thêm kho tàng lý luận khoa học quân sự Việt Nam về nghệ thuật tác chiến.